Bò đen xô. Mày bán theo đôi anh? Đúng rồi, lấy một đôi chứ. Găm một đôi nghe được ai? Đấy em thử đây này. Con này đen xô xịn rồi đấy. Hàng Indo đấy. Chuẩn 100%. Đôi này bao nhiêu anh? Đây em thử đi. Có coi rồi các bạn. Nó không coi, nghe như câm. À cái con coi, cái con coi tin đấy đi. Ok ok. Tôi bảo chung cho rồi, anh chú rông rồi. Sáng bắt đầu nó bị tin. Sao đây anh rồi? Anh lấy 300 không? Ừ. Con này thì nghe thì nó hay, đen xô. Xịt của Ấn Độ luôn. À đâu Indo, anh quên Indo. Bỏ anh cho đây nhá. Điều nói tưởng quốc không có coi mà nó cứ như kiểu cấp một cái của mình. Cái là cái rõ đấy, đấy, cô khác đi. Bà Tinh lấy đây hộp mà, xem khác đây hộp mà. 300 anh? Ừ. Lấy hộp gương ngay chung nhà, anh xin. Anh xin đây. Ừ, chạy đi. Ai mà có em còn đấy.